bạn Lê Seng Ya, đây rồi. Nói chung là không cưỡng được, không cưỡng được với đỏ. Hay nhưng mà không bằng hên. Seng Ya, chim sẻ cầm seng về lớp cầm ya. Đúng là hay, cũng không thể cưỡng được cái hội hên này. Cái hội hên này nó gọi là hội những người phát cuồng vì hên. Seng Ya. Bên kia Persian và Minoan. Per sẽ chém, Minoan liều mình đánh cung. Kiểu nó như vậy. Voi nữa dành cho sẻ. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu này. Vâng, đang có những tình huống dở khóc dở cười tới từ kỹ thuật viên Kami. Ơ, nó lại thế. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Vâng, tên mất mạng. Sau đó lại có luôn. Đấy, thế nó mới hay. Thi thoảng nó lại giật đùng phát mất mạng, sau đó lại có luôn. Thế mới hay. Vâng, đúng là dừng hình để tôi gợi ý. Không biết có bị làm sao không? Kênh kia có bị làm sao không? Chúng ta cùng xem trận thi đấu này thì sẽ đánh cái gì. 24 dân đánh cung đẩy, 24 dân đánh cung đẩy với bài ba bãi quả của mình. Còn đây là màn hình máy của IA. IA cũng 24 dân. Ai chà, à không không không, IA đang 25 dân kích đời. Kích đời lớp 7, kích đời vào 7 phút 37 dành cho game thủ về lớp. Hay. Nói chung là hay, hôm nay nói chung là đỏ. Vâng, nói chung là đỏ. Vâng, quay trở lại với bài. Tôi nghĩ là vài lớp thì vẫn sẽ là đánh chém thôi. Nhưng bài của chim sẻ mới là bài đáng nói. Đó là bài cung đẩy. Vâng, bài cung đẩy là một bài rất kinh. Tôi thích những cái bài cung kiểu này. Mình rất thích những cái bài kiểu như này. Vâng, không. Cái gì ông Sẻ? Ông Sẻ đánh chém. Pơ đột biến.
Pơ lên đời rất kinh khủng tới từ Nhồn. Xe chắc chày và đánh chém. Như vậy Minwan sẽ đánh cung chẳng. Bên lớp đánh cái gì? Bên lớp cũng đánh chém khung nhà. Như vậy sẽ là bài châu chém tới từ game thủ bên lớp. Để chơi lại Minwan. Còn Sẻ sẽ chống lại người cầm Pơ. Khi mà soi timeline thì thấy rằng Pơ đột biến và Sẻ quyết định đánh chém, chứ không phải là đánh cung. Pơ đã lên đời xong. Vừa phải thôi Nhổn này. Nhổn sống có tí lương tâm và đạo đức nghề nghiệp tí đi Nhổn này. Vâng, lên đời vậy sao chơi. Rồi, bò kín bãi vàng của mình vào. Và 1P ở khu vực này để ăn hoang bãi hiệu. 1P để ăn hoang hiệu. Rồi 5. Chạy với chúng tôi này. Rồi, đã xong. Ăn hoang hiệu, hợp lý. Ui dồi, tách, tờn tách, không phải tách. Mà lạc đà quay lại phang luôn. Này anh nhổn đây. Rồi, hai lạc đà, đấu hai lạc đà tơn này. Nhưng vẫn có lẽ là sẽ chết bà dần. Ăn thêm vàng. Ăn thêm vàng. Ui dồi, ông xe, đây là ông xe mà chúng ta quen sao? Ui dồi ôi, vất vả. Ui dồi ôi, lạc đà của Hưng Nhổn đang tràn sang phía nhà của Ia Bo chưa bên lớp. 1P rồi, 1L, 1P và khỏe ra. Không, không được nhà. Nhổn tràn sang rồi, nhàn Nhổn cân đôi đến phút thứ 18 BB cung A của Minwan. Thì tỷ số nhiều khả năng sẽ là 2-1 dành cho BB Club chứ không phải là cho bên phía của bên lớp. Và game thủ chim sẻ đánh kinh vậy hả rời. Ông Nhổn ông đánh vừa phải thôi nha. Và ông đánh như thế này là tôi cấm thi đấu ông đấy. Và ông biết rồi đấy, bị cấm thi đấu là như thế nào đấy. Đánh quá tàn bạo và dã man. Vâng, tham 31 tới từ lớp. Hai phù thủy và phù được hai lạc đà thì thơm. Nhưng nếu không phù được thì các bạn biết rồi, nó sẽ rất thảm họa. Ra được ruộng. Rồi, chơi bãi vàng tới từ người cầm Persian. Nhưng luôn nhớ rằng Minwan sẽ là người khỏe nguyên. BL thứ hai. Còn đây là màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ. Chim sẻ tham lai 39/52. Rồi, tạm thời ổn định. Đánh Fipper đưa về thế 2-1. Và châu du chém lên dành cho người cầm IA. Còn chim sẻ đã bắt đầu chuyển dần sang cung R để được bắn chùa nhiều hơn. Nhưng vẫn là thế mà Minwan có thể cân được đôi. Vì Minwan không mất gì thì sức mạnh của nó dã man lắm. Ui dồi ôi, lạc đà của Hưng Nhổn. Lạc đà của Hưng Nhổn nó quá tởm đi và lớp không thể khỏe. Về không, về lớp vẫn đang tham lai 35/44. Được, nói chung là hòm. Chiếc BL thứ 3 và có cả phù trong tơn này. Nhưng tôi vẫn đang nghiêng hơn một chút về phía B Club. Khi mà họ có một Minwan khỏe nguyên và tỷ lệ cân đôi của Minwan là có chứ không phải là không. Đặc biệt là Hưng Nhổn sẽ quấy cho chim sẻ không thể to ra được. Màn hình máy của sẻ tham lai 45/52. Chặt gỗ 2 có rồi nha. Vâng, tham lai 47. Xe vẫn đang cố gắng phát triển trâu. Còn đây là lớp. Tham lai 39 tới từ game thủ về lớp. 39. Đủ lượng ruộng cái là có thể 3L. Và đây là pha trở lại tới từ Nhổn. Phù được một con lạc đà đi, phù được đi. Không phù được dành cho game thủ về lớp. Và u rồi ôi, phù đâu. Hưng Nhổn cứ câu giờ như thế này. Phút thứ 20 Minwan gần như không mất gì. Khá khoai nhỉ. Vẫn đang bị công vào. Dân vẫn đang phải chạy nhông kèn. Và cung A đẩy nhà IA luôn. Lừa bắt tên này không. Phải có sẻ thì may ra mới bắt được. Phải có sẻ. Hưng Nhổn đang không phối hợp. Lớp bay nhà.
lừa bắt một vài con cung A nhưng chưa thành công. Nhưng mà dường như cung A là giáp 4. Nếu cung A là giáp 4 thì nó quá, vì nó thực sự nó quá tẩm lợm. Còn đây là sẻ tham lai 60 nhưng không thấy lượng quân nhiều. Và lượng quân này tôi không biết có đủ để mà thủ không. Tôi thấy có phủ. Phá nhà P của lớp ra. Không được. Vậy ê. Vậy ê dành cho game thủ chim sẻ. Phù sang để phù những con lạc đà đi em ơi. Phù sang để phù những con lạc đà đi. Tham lai 62 trên 72 dành cho game thủ chim sẻ đi ăn thêm những cánh rừng mới. Có phù thủy cơ, phải có phù thủy thì mới ăn được những con lạc đà của Hưng Nhổn để cho đàn Hưng Nhổn phế luôn. Đưa về thế là 2-1 và IA Châu chém ra. Thì vẫn còn có cửa. Còn nếu không thì không, tôi không nhìn thấy cửa nó ở chỗ nào cả. Tham lai 67 trên 76 dành cho game thủ chim sẻ. Không biết đã có đầu máu chưa khi mà đã có BC rồi. Vâng, cung A cũng mon men ở phía khu vực nhà A của game thủ chim sẻ rồi. Tham lai đang đẻ cho game thủ bên phía của team Vên Lớp và game thủ chim sẻ. Nhưng Minoan đang khỏe nguyên, bên một mình Minoan thi đấu. Còn Vên Lớp vẫn đang giữ tham 33. Rất hay dành cho Lớp. Lớp hay nha. Lớp hay. Phải nói là Lớp hay. Lớp không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Lớp đang cực khỏe và bây giờ sang đỡ nhà cho sẻ tơn này. Khi mà cung A của Minoan đang đầy. Thêm một tơn ruộng nữa dành cho game thủ chim sẻ. Phù thủy cũng đã phù được 1-2 con cung A. Nhưng bây giờ chém của Vên Lớp cần phải xuất hiện trên cái tơn đỡ nhà này. Đây là một con dốc mà nếu chém của Vên Lớp vào thì chim sẻ và Vên Lớp sẽ bắt được tơn này. Không trèo kịp lên dốc rồi. Dành cho game thủ BB. Giải một tơn BE. Vâng, những tơn cung A này nó không phải là quá nhiều. Nhưng chim sẻ cần phải trèo lên dốc. Và Vên Lớp cần phải cũng phải trèo lên để mà có thể chơi được. Hưng Nhổn đang cố gắng làm chim sẻ yếu đi một tơn. Nhưng tôi không thấy có sự tác dụng nhiều. Chỉ là một vài con dân ở phía ngoài thôi. Phù thủy ra phù nốt được hai con lạc đà này. Thì game thủ Hưng Nhổn sẽ hết đồ để mà chơi. Quay về nhà ổn định cả hai nhà. Quay về nhà ổn định cả hai nhà. Bơm gỗ cho Vên Lớp để Vên Lớp có thể ra được ruộng và trâu lên nữa. Rồi phù được hai con lạc đà và Hưng Nhổn hết đồ. Hết đồ để mà chơi. Trong cái đó Vên Lớp tạm lại 37 trên 44 chém 4-0 Vên Lớp ơi. Vâng, những trận thi đấu mà Vên Lớp đang thi đấu được cảm giác như đam rất to. Vâng, tỷ lệ sát thương chí mạng cũng được tăng lên ngồn ngột. Anh phá một chiếc nhà BL để đi di chuyển cho nó dễ. Tham lai đang đè 64, thậm chí là 65-35. Một mình BB chống lại Mafia. Còn đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ, nhìn toàn cảnh hơn. Vậy những con lạc đà và tiếp tục là khiến cho Hưng Nhổn hết đồ để mà chơi. Tham lai của chim sẻ đang là 93 trên 92. Cung R đầu máu. Một trận mà Nhổn cân đôi tới khoảng phút thứ 19 trong game. Vên Lớp đang vã thẳng BB luôn. Và đó là độ ngông tới từ game thủ Vên Lớp mà chúng ta quen. Một độ ngông mà khi BB định di chuyển cung A sang hướng nhà chim sẻ thì Vên Lớp lao thẳng A. Và bây giờ thì quay lại ruộng và chém. Một tơn chém trộm tới từ Vên Lớp nhưng hiệu quả là cực kỳ cao. Vâng, này thì đùa với Lớp này. Đây là Vên Lớp mà chúng ta quen. Độ ngông và độ điên rồ. Vâng, 3L vắt đều với một lượng chém rất đông. Tham lai 43 trên 44 dành cho game thủ Vên Lớp. Hưng Nhổn đang chạy dần về phía nhà của Minoan. Chiếc BL thứ 4 dành cho game thủ Vên Lớp. Còn chim sẻ thì đang nở tham như một cái loa. Đây là cái loa mà ngày hôm qua chúng ta vẫn hô Việt Nam vô địch. Đích thị luôn. Đào vàng và nâng cấp cả đào vàng. Bắn fit nhà Persian. Thắng rồi. Có lẽ đến thời điểm này thì thắng rồi. Mình nghĩ là như vậy. Vâng, tham lai 129 trên 148. Rồi. Còn đây là Vên Lớp tham lai 53 trên 56. Kinh điển dành cho Vên Lớp trận này. Đánh hay. Đánh chất, lì và quái. Quan trọng là Vên Lớp rất quái.
Đây rồi, về lớp rồ anh rồi, về lớp rồ anh rồi. Về lớp rồ lên thật rồi, anh trèo thẳng A của BB. Và khi mà chim sẻ tới thì lúc này về lớp bảo mày tránh ra. Mày tránh ra, mày để anh. Mày tránh ra đi. Vâng, chim sẻ là ai? Tôi không quen, tránh ra đi. Vâng, công 4 đầu máu dành cho game thủ về lớp và là 2-1 dành cho về lớp và chim sẻ.